Theo nghiên cứu của Soview, với phân khúc căn hộ dịch vụ, công suất các dự án tại nội thành luôn đạt mức cao nhất, lên tới 90%. Với những căn hộ cao cấp ven Hồ Tây, giá cho thuê còn cao hơn nhiều lần bởi vị trí đắc địa với gần 1.000 hecta mặt nước và cây xanh. Gần trung tâm thành phố, không khí trong lành. Căn hộ cho thuê Hồ Tây đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng là chuyên gia, du khách Âu, Mỹ có khả năng chi trả cao bởi có thể kết hợp giữa lưu trú và nghỉ dưỡng. Tính trung bình, giá thuê ở đây luôn dao động từ 55 triệu đến 110 triệu đồng trên một tháng, khoảng 2.500 đến 5.000 đô la Mỹ trên một căn trên một tháng. Nhu cầu về nguồn cung các căn hộ dịch vụ cao cấp sẽ còn tiếp tục tăng trong nhiều năm tới.